Giống như điều nhiều địa phương trên cả nước thì ở Hà Nội, sau khi thông tin phát hiện chuột cống mang virus Hanta, người dân thủ đô hoang mang lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh. Một bộ phận khác trong những ngày vừa qua đã đổ xô đi mua thuốc và bẫy để diệt chuột. Sống trong cảnh nhà có chuột nhiều năm, nhưng hôm nay chị Thu Hường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội mới quyết định đi mua thuốc diệt chuột. Lý do xuất phát từ những cảnh báo về dịch bệnh lây truyền qua chuột được báo chí liên tục nhắc đến trong những ngày qua. Tôi rất là lo và tôi cũng thông báo cho gây là dân làng xóm, rồi anh em, đều mọi gia đình đều đi mua thuốc chuột cả. Những ngày qua, nhiều người khác cũng đổ xô đi mua thuốc diệt chuột. Dù những viên thuốc chế phẩm sinh học có giá khá đắt, nhưng cụ ông này vẫn chọn mua cả vỉ với mong muốn bảo vệ cả nhà khỏi loài gặm nhấm vốn không xa lạ gì. Tôi đã đi mua thường xuyên. Mấy hôm nay thì là ở đây bán đông lắm, khách đến mua đông lắm. Làm sao là có cái thuốc nặng nhất, ăn vào nó có hiệu quả. Không chỉ là thuốc bả, bẫy chuột đủ loại cũng được người dân tìm mua, miễn là không phải sống chung với loài trung gian truyền bệnh. Không chỉ là nhà riêng, nhà dân, mà bao gồm các nhà, khách sạn, các cái tòa cao tầng, người ta cũng mua rất nhiều, lo lắng đến sức khỏe của cán bộ, nhân viên cũng như người thân trong gia đình. Rồi các khách hàng thường xuyên đi vào khách hàng ăn uống. Đấy, cho nên là cái nhu cầu rất là lớn. Mấy hôm nay bán rất là tốt. Kể từ khi có những thông tin cảnh báo về dịch bệnh, nhiều người dân Hà Nội tìm mọi cách tiêu diệt chuột. Điều lẽ ra họ phải làm thường xuyên, chứ không phải chờ cho đến khi có một thông tin được đưa ra, giống như những ngày qua.